Đan đào bông hậu, Hohenie hát live như nước đĩa. Trong lần hiếm hoi hóa thân thành ca sĩ đã khiến fan đổ ầm ầm. Giọng ca không thua kém ca sĩ chuyên nghiệp nào. Là đại sứ của ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2023, Hohen đã làm nóng không khí bằng tiết mục văn nghệ, giọng hát không thua kém ca sĩ chuyên nghiệp của cô nàng đã khiến khán giả trầm trồ. Trên trang cá nhân, Hohenie gây bất ngờ khi đăng tải loạt khoảnh khắc cầm mic như ca sĩ chuyên nghiệp, khoe giọng hát nội lực trên sân khấu. Cụ thể, nàng hậu đã làm nóng không khí bằng tiết mục Việt Nam những chuyến đi và thành công khuấy động bầu không khí. Giọng hát không thua kém ca sĩ chuyên nghiệp của người đẹp đã khiến khán giả trầm trồ và nhận được nhiều lời tán dương. Chia sẻ trên trang cá nhân, người đẹp ED thổ lộ hết tình cảm tâm tư của mình. Nàng hậu cho biết rằng một bài hát ý nghĩa về tình yêu quê hương đất nước và Hen rất hạnh phúc khi có cơ hội được thể hiện ca khúc này trong chương trình. Hen muốn mang tiếng hát của mình để góp phần tô điểm cho ngày hội thêm tươi vui và hòa vào không khí rộn rã tưng bừng của thành phố. Sân khấu biểu diễn đầu tiên của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 khi đăng tải trong thời gian ngắn nhưng đã nhanh chóng mang về hàng triệu lượt xem cùng hàng ngàn phản hồi tích cực từ phía người nghe. Bên dưới màn trình diễn, đa số cư dân mạng đều không khỏi bất ngờ trước giọng hát thật của Hohenie. Trước đó trong một sự kiện, Hohenie khoe giọng hát cực mượt khi hóa thân thành nữ thần mặt trời. Vốn là người con yêu quê hương đất nước, Hohenie thể hiện niềm tự hào qua ca khúc Cùng nhau ta thắp sáng. Bên cạnh đó, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Tây Nguyên hiếu khách chào đón du khách từ khắp nơi đến với Buôn Ma Thuột. Không chỉ giọng hát được đánh giá cao, Miss Universe Việt Nam 2017 còn được khen ngợi có phong thái biểu diễn tự tin, làm chủ sân khấu, hát live như nước đĩa. Hohenie quả là người đẹp toàn năng hiếm hoi của Vbiz khi có thể cân đẹp mọi mảng. Chưa kể trước đó tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam International Fashion Week 2022, Hohenie đã trở thành điểm sáng khi khoác trên mình hai thiết kế nặng nề, bộ cánh có cùng tông vàng với vai trò là vedette kết show, người đẹp được người hâm mộ mong chờ. Bản thân nàng hậu cũng từng bày tỏ không muốn mắc lỗi mỗi lần lên sàn runway. Diện trên mình bộ cánh nặng 15kg của nhà thiết kế Linh Sang, cô cũng vô cùng khó khăn trong việc di chuyển. Theo dõi phần trình diễn của mỹ nhân sinh năm 1992, khán giả nhiều lần phát hiện nàng hậu khựng lại để chỉnh váy áo. Tuy nhiên, người đẹp vẫn rất bình tĩnh hoàn thành đường runway. Với thiết kế thứ hai, mỹ nhân gốc Đắk Lắk cũng gặp khó khăn không kém khi mặc chiếc váy làm từ 100m vải bằng nhựa metallic có thể tái chế. Dù bộ cánh cồng kềnh và không khoe triệt để vóc dáng của nàng hậu như thường thấy, nhưng Hohenie vẫn thể hiện tốt tinh thần của bộ trang phục. Cũng trong tuần lễ thời trang lần đây, nhiều bộ cánh tốn vải khác cũng được các nhà thiết kế trình làng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ bình tĩnh và hoàn thành ổn định phần trình diễn của mình như Hohenie. Người đẹp Đắk Lắk đã chinh phục giới mộ điệu bởi tác phong chuyên nghiệp và thần thái đỉnh cao. Hohen có tuổi thơ cơ cực, gia cảnh nghèo khó nên đến khi thành công, người đẹp cũng thường xuyên báo hiếu bố mẹ bằng những món đồ giá trị đơn cử như vàng. Cô thường mua vàng cho gia đình, vừa là món trang sức đắt giá, vừa có thể lưu giữ bán lại lúc cần mà không bị quá lỗ. Cô thường chia sẻ về lý do thích mua vàng cho phụ huynh. Hohen thích mua vàng cho mẹ và đây cũng là một kỷ niệm đặc biệt. Thời điểm tôi mới vào thành phố Hồ Chí Minh thì do thiếu tiền nên mẹ mượn dây chuyền của dì để bán và cho tôi trang trải. Thế nên tôi tự nhủ rằng sau này khi mình thành công thì chắc chắn sẽ báo hiếu cho mẹ. Tại quê nhà Đắk Lắk, hoa hậu Hohenie cũng đang nâng cấp căn nhà cấp 4 cũ của bố mẹ lên thành không gian sống tiện nghi, đáng mơ ước. Cơ ngơi này gồm 6 phòng ngủ được thiết kế với hai tông màu chủ đạo là trắng và nâu, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn vô cùng hiện đại. Tổng giá trị của cơ ngơi này là khoảng 2,5 tỷ đồng. Sau nhiều năm gia nhập làng giải trí Việt, hoa hậu Hohenie đã có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí và tên tuổi chưa bao giờ nguội bởi nàng hậu luôn tích cực chăm chút cho bản thân và chăm biến hóa để mang đến hình ảnh mới mẻ hơn cho công chúng. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, cô cũng dành nhiều thời gian tâm huyết cho các dự án thiện nguyện cá nhân nhằm lan tỏa đến cộng đồng những giá trị tích cực. Đây có lẽ chính là điều đã tạo nên sự đặc biệt và khiến khán giả yêu mến và yêu ái gọi Hohenie là hoa hậu quốc dân.